Các bạn thân mến, và ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt tại trung tâm lễ hội ở khu Già Già của xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Và ngày hôm nay thì Sơn sẽ đến đây và ghi hình tất cả những cái quá trình hoạt động lễ hội ở nơi đây. Và Sơn sẽ ghi lại những cái chương trình trò chơi dân gian của người đồng bào Hà Nhì và các bà con dân tộc ở nơi đây. Mới di chuyển vào bên trong này thì Sơn cũng quan sát thấy là rất là đông người, kiểu như là người bà con họ đi chơi lễ hội, và cũng như là du khách ở thập phương đã đổ về đây để tham gia những chương trình lễ hội ở đây các bạn. Ở trong đây thì đã thấy có một số các bạn con gái người Hơ Mông chắc là đang trong quá trình để chuẩn bị lên biểu diễn các chương trình kiểu tiết mục văn hóa của từng thôn từng xã mình ấy. Đó. Còn đây nữa. Bên đây thì các ban tổ chức đang sắp xếp những cái chương trình biểu diễn của các tiết mục của từng thôn các bạn ạ. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi một chút là cái tiết mục biểu diễn trong cái ngày lễ hội ngày hôm nay thì là tiết mục của các bạn sẽ là tiết mục gì? Là trong đội thì có 8 người tham gia, là tiết mục múa dao của người cô gái dao. Cô gái dao đỏ. Vâng. À, là hôm nay là sẽ có 8 người đúng không? Vâng. Đâu đây là ngồi một hàng đây gì. Nhưng mà cái tiết mục mình biểu diễn thì có lâu không? Hơn 40 phút. Hơn 4 phút. Chỉ là toàn con gái thôi à, không có con trai à? Vâng ạ. Ok, lát nữa thì mình sẽ ghi hình của các bạn nhá. Vâng. Cảm ơn bạn nhiều. Các dụng cụ để biểu diễn các tiết mục văn hóa của người đồng bào Hà Nhì đã được chuẩn bị sẵn ra đây rồi các bạn này. Ôi, những cành hoa rừng rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời. Đây, cho chị gái cầm lên nào, chị gái cầm lên. Đấy, như các bạn, đây chị ơi, chị đang xinh như thế này mà. Như các bạn quan sát thấy, bông hoa đã đẹp mà khi mà được một người con gái cầm lên nữa thì nó rất là tuyệt vời luôn. Ôi, hoa này mình cũng không biết tên nó là hoa gì nữa, nhưng mà mình thấy nó rất là đẹp, mình cũng sẽ cầm lên một tí xem sao. À, các bạn quan sát này, bông hoa nó tuyệt vời không? Không biết nó là tên hoa gì nữa. Những bộ trang phục đắt giá đang được chị bên ban tổ chức đang chỉnh chọt để cho mọi người lát nữa là sẽ vào khâu biểu diễn. À, chương trình biểu diễn của mình thì tiết mục thứ mấy các bạn nhỉ? À, từ đầu đến cuối luôn ạ. Vâng, cảm ơn chị. Ôi, các bạn xem này. Sao mà xinh thế cột điện ơi. Cột điện xinh cực kỳ luôn. Còn đây là các bạn con trai là lát nữa là sẽ lập nhà đấy đúng không? Lập nhà với cả dắt trâu các thứ à? À rồi, ok các bạn.
bên núi, mây lãng đãng du, dù em sông đại ngàn là hơn quanh lãng vùng cao, người hạ xa xưa ai đặt tên nơi này, vùng đất thiêng thật huyền diệu, được thiên nhiên ban tặng cho cây rừng, dòng suối trong thảo hoa thơm. Về ý tin lắng nghe tiếng đại ngàn du, người ý tin sống trong đại ngàn vi vu, dừng cho nước khai ruộng bậc thang, dừng cho gỗ bàn ta làm nhà, dừng cho nước về dân bản vui và xua đi lạnh giá mùa đông. Về ý tình ngắm sương rơi đón mặt trời lên, người ý tình sống trong sương mơ. Đặt tên nơi này vùng đất thiêng thật huyền diệu, được thiên nhiên ban tặng cho cây rừng, dòng suối trong thảo hoa thơm. Về ý tình lắng nghe tiếng đại ngàn du, người ý tình sống trong đại ngàn vi vu, dừng cho nước khai ruộng bậc thang, dừng cho gỗ bàn ta làm nhà, dừng cho nước về dân bản vui và xua đi lạnh giá mùa đông. Về ý tình ngắm sương rơi đón mặt trời lên, người ý tình sống trong sương mơ. Dừng cho nước khai ruộng bậc thang, dừng cho gỗ bàn ta làm nhà, dừng cho nước về dân bản vui và xua đi lạnh giá mùa đông. Về ý tình ngắm sương rơi đón mặt trời lên, người ý tình sống trong sương mơ.
Be that song.
theo quan niệm của người Hà Nhì, con dâu một trong ngày này đã được chọn luyện kỹ lưỡng trước một tháng diễn ra lễ hội. Châu được chọn phải là châu đực mới lớn, khỏe mạnh và được chăm sóc cẩn thận cho đến ngày làm lễ. Hai thanh niên được dân làng cử đi chọn châu phải là người khỏe mạnh, gia đình mẫu mực được dân làng lựa chọn. Ngoài ra, gia đình những người này không có ai chết vì tự tử, chết vì xét đánh, và trong những năm không có tang, sau nghi lễ mổ châu, chúng quan nhất là đầu châu và rẻ sườn sẽ được để lại để cúng tế thần linh cho cả làng. Phần thịt châu còn lại sẽ được chia đều cho các gia đình trong làng để làm lễ cúng tổ tiên, cầu mong tổ tiên bảo vệ gia đình, bảo vệ con cháu có cuộc sống tốt hơn. Đến chiều tối, thầy cúng và đại diện các gia đình, mỗi gia đình sẽ làm sản vật, lập một mâm lễ gồm thịt châu, rượu, các loại sản vật làm được của gia đình như thịt lợn, thịt gà, trứng, nạc, đỗ tương, bí, dưa chuột, vân vân, giúp từ nhà, gia dùng, góp với hàng để làm lễ cúng tế thần linh. Trong phần hội với sự tham gia của dân bản và du khách tham quan hòa chung vào không khí tưng bừng đậm đà bản sắc dân tộc của người Hà Nhì với các trò chơi như đu dây của bọc bơm. Oh!
thời khô già già là một nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào dân tộc vùng núi, gắn liền với đời sống và sản xuất rất nhiều lắm rồi. Giờ mà huy nó thừa tu rồi là. Anh là một bữa nay bị gặp cô sơn này, hắn có hắn bị bỏ xem gì má hỏi là. Dạ. Lễ hội Khu Già Già là một nét đặc sắc văn hóa của đồng bào dân tộc vùng núi, gắn liền với đời sống và sản xuất nông nghiệp của con người nơi đây. Đây còn là một phần quan trọng trong cuộc sống tinh thần của người dân. Năm 2014, lễ hội này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao, là một phần không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của người Hà Nhì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng tham quan trải nghiệm các hoạt động văn hóa và các trò chơi dân gian của đồng bào người Hà Nhì. Yeah, go ahead.